Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trường Thọ của công ty Princess Lifestyle. Ban nãy thì quý vị có nghe nhắc qua, ngày mùng 7 tới tháng 1 của năm 2022 sẽ là chương trình tưng bừng xổ số cho năm 2022. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Xin nhắc với quý vị nào mà có những tấm vé số mà quý vị chưa gửi về công ty, quý vị mau mau gửi về, không thôi là mình trễ hẹn đấy quý vị ạ. Mà nói về năm 2022 thì chúng ta lại nhìn qua năm 2023. Đúng rồi đó. Không biết là chương trình xổ số của năm 2023 sẽ có những thay đổi gì. Không biết là thường thường người ta nói là năm mới thì những cái gì cũng sẽ mới. Vậy thì sao vậy ạ? Thường không biết là anh John hay là Lương Mỹ Linh. Đúng rồi đấy, em nói rất là đúng. Nhưng mà trong sang năm đó thì mấy chục năm rồi chưa bao giờ mà có một cái món quà rất là vui, rất là hấp dẫn để cho quý vị nào. Có thể là em mới chưa bao giờ có cái vé số đó em. Coi cho sang năm đó thì có hai tấm vé số. Thì để cho quý vị nào để trúng cái vé số về thăm quê mình. Ồ, tức là ngoài những cái phần thưởng trước đây đã có. Đúng rồi đó. Thì bây giờ sẽ có hai cái phần thưởng, đó là hai tấm vé về thăm quê hương. Đúng rồi đó em. Vé bay. Vé máy bay. Vé máy bay. À, vé máy bay thưa quý vị. Để mà đi về thăm quê hương. Rồi, chưa đủ. Em nghĩ là chưa có ngừng lại đây đúng không em? Tức là nói tóm lại là có 3 giải thưởng chính bên cạnh những giải thưởng phụ. Rồi. Giải thưởng độc đắc vẫn là một chiếc nhẫn hột xoàn 2 carat, một cái hột xoàn và một cái nhẫn luôn. Giải thưởng thứ hai là một cặp vé số để đi Việt Nam, một cặp vé máy bay. Tức là một cặp vé máy bay đi Việt Nam, mỗi một chiếc vé máy bay, mỗi một vé đó là trị giá 1.000 Mỹ Kim. Cho nên một cặp trị giá là 2.000 Mỹ Kim. Okay. Tặng cho một cặp vợ chồng hay là tình nhân hay là cha mẹ con cái gì đó. Tức là cái giải đó sẽ là một cặp, có hai một vé. Một cặp gồm có hai vé. Ừ. Tức là cái giải đó trị giá là 2.000 Mỹ Kim. Ok. Một chiếc vé máy bay trị giá 1.000 Mỹ Kim. Rồi. Thì coi như là một cặp đó là 2.000 Mỹ Kim. Ừ. Đó là hai giải phải không chị? Rồi, giải thứ ba là gì? Giải thứ ba thì nhiều lắm, 3, 4, 5 nhiều lắm, từ 100, 200, 300 nhiều lắm cho nên đếm không hết. Chắc ít nhất cũng phải mười mấy hai chục giải. Ồ, ban nãy em bước vô em nghe anh cho nói rằng là năm nay đó, cho năm 2023 đó, là cái tổng trị giá mà phát cái tiền vé số, tiền trúng giải đó, trúng thưởng lên tới 20.000 lận. Đúng rồi đó, dạ. Wow. Tức là trong suốt thời gian qua chưa bao giờ mà mình có cái phần thưởng mà hấp dẫn như vậy phải không? Đúng, dạ. Thì ngoài ra mấy cái thưởng lớn đó, thì mình sẽ có mấy món quà để trúng dược thảo đó. Mình đâu có bao giờ quên được các cụ đâu, phải không? Các cụ nói là ôi tôi là làm sao mà có những phần nào mà là dược thảo cho nên thì chúng tôi sẽ chia đều ra, phải không? Thì giải lớn rồi giải nhỏ rồi mấy người khách hàng để trúng mấy cái loại thuốc nữa thì thì nói chung là rất là phong phú trong sáng năm đó. Vâng, thưa với quý vị, nhân đây thì Thúy Anh cũng chia sẻ với quý vị là Thúy Anh cũng cùng với lại anh John rồi Lưu Mỹ Linh, anh Phạm Khang đã tham gia những cái chương trình xổ số hàng năm và cũng một vài năm rồi, và Thúy Anh cũng rất vui khi mà có dịp được phỏng vấn các quý vị mà đã trúng số trước đây. Và một cái điều vui là có những quý vị đã dùng sản phẩm của công ty cả 20 năm qua. Có quý vị dùng từ những ngày đầu tiên mà công ty mở ra, thưa với quý vị. Một cái sản phẩm mà mọi người tìm đến và trung thành với sản phẩm đó. Thì thưa quý vị, tôi anh tin chắc rằng đó phải là sản phẩm có giá trị. Chúng ta thấy là trên thị trường bây giờ xuất hiện rất nhiều những sản phẩm. Nhưng mà công ty Princess Lifestyle, cái đặc biệt là đã gần 30 năm như Lũng Mê Linh nói. Từ thời có bác sĩ Morita, nay đã giã từ chúng ta, nhưng mà anh John Tạ và tất cả các nhân viên cũng đều đứng vững để mà phục vụ quý vị. Và đặc biệt là trong mùa dịch vừa qua, quý vị có thể biết được là công ty Princess Lifestyle đã cố gắng hết sức để mà phục vụ bà con. Bằng chứng là giá thành vẫn không thay đổi, trong khi tất cả những cái món hàng khác ở trên thị trường
đều tăng giá hết thưa với quý vị. Xin anh John có thể nói cho quý vị nghe về điều này. Tại sao mà anh John quá là hùng dũng, tuyệt vời để mà làm điều này đến với lại tất cả quý vị? Thưa quý vị, nói được không phải là hùng dũng. Dạ, em thấy hùng dũng đó. Hùng dũng đó. Thì coi lĩnh vực nào thôi, nhưng mà đối với công ty và đối với John nghĩ đó, bây giờ trong cái tình trạng đó, thì cái mùa dịch phải không? Thì ngoài ra thì kinh tế giờ cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì cái đó cũng là một cái tấm lòng của công ty cũng như John. Làm sao mà để cho chúng ta cùng nhau mà để vượt qua cái khó khăn này, phải không? Thì bây giờ trong cái thời gian này thì bà con rất là nhiều người bị cảm, bị bệnh rồi này kia. Thì chúng tôi cũng góp sức một cái nhỏ nhỏ gì để đóng góp với cộng đồng chúng ta, để cùng nhau để vượt qua cái khó khăn này. Nếu mà trong cái thời gian này khó khăn á, thì chúng tôi lên giá đó, thì cái đó thì cho nên nghĩ cái đó là không đúng cái mùa, không đúng thời. Bởi vì trong cái thời gian này cộng đồng chúng ta, bà con chúng ta rất là cần những cái dược thảo của chúng ta để giúp về cái sức khỏe của chúng ta, phải không? Thì bây giờ thì bệnh thì nhiều, thì kinh tế khó khăn nữa, mình lên giá nữa, coi như là cái đó là nó không phù hợp cái thời buổi đó. Cho nên thì chúng tôi cũng rất là chịu khó để cùng nhau vượt qua cái mùa này, cũng hy vọng sang năm thì mọi người được nhiều sức khỏe, thì chắc chắn là bà con không bao giờ quên cũng chúng ta đâu, phải không? Thì không bao giờ quên cũng ti. Cho nên thì cái đó cũng là một tấm lòng, là một cái ơn nhỏ nhỏ để cảm tạ cho quý đồng hương nhỉ. Dạ vâng. Thưa với quý vị, đó là tâm tình của anh John Tạ, là người sáng lập ra công ty Princess Lifestyle, mang đến cho chúng ta những sức khỏe, mà là sức khỏe này là sức khỏe từ dược thảo thiên nhiên, chứ không phải là những cái loại thuốc tây mà có thể là làm cho quý vị bị nóng rồi bị những cái ảnh hưởng phụ. Trở lại với lại thuốc đó, thì Lương Mỹ Linh, chị biết là công ty của mình có một cái loại thuốc mà có thể làm tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể, và cái điều này rất là cần thiết, nhất là mùa lạnh như thế này. Mời em có thể nói qua điều này. Những loại dược thảo để giúp cho chúng ta gia tăng cái sức đề kháng thì có nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta có nhân sâm trường thọ. Nhân sâm là trong đông y người ta nói là bổ khí, tức là nó giúp, nó dẫn oxygen đi nuôi từng tế bào, thì giúp cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó hoạt động mạnh hơn, chúng ta hít thở sâu hơn và máu huyết chúng ta lưu thông hơn. Thì nhân sâm trường thọ cũng là một loại sản phẩm vô cùng là đặc biệt để gửi đến quý vị. Sâm thì nó rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, hay là khắp nơi trên thế giới. Từ bao nhiêu ngàn năm nay người ta vẫn sử dụng sâm như là một loại thượng dược để mà giúp bảo vệ sức khỏe, cũng như gia tăng tuổi thọ cho những vị thời xưa, những vị thuộc về hoàng tộc. Thì bây giờ thì chúng ta có điều kiện để sử dụng rộng rãi hơn, thì như chúng ta thấy là nhân sâm trường thọ là 100% organic thưa quý vị. Cho nên quý vị thấy là cái củ sâm nó không có lớn như là củ sâm trên thị trường, bởi vì tất cả những cái gì nó thuộc về hữu cơ, nó organic ấy, thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nó tích tụ những cái dược tính, những cái chất bổ trong đó nhiều hơn. Vì thành ra khi chúng ta nếm vào, chúng ta sẽ thấy nó có những cái vị the hơn và cay hơn, và cái hậu của nó sẽ ngọt hơn. Thì nhân sâm trường thọ cũng là một trong những cái loại dược thảo rất là có giá trị, rất là hữu hiệu để giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe và gia tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó thì chúng ta có Nhật Linh Chi Hoàng. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy cái hình của xích linh chi, tức là linh chi màu đỏ, mà thực chất ở trong này đó là mỗi một viên, một cái viên con nhộng như vậy này, nó có tới 6 loại nấm linh chi ở trong đó. Mỗi một loại nấm linh chi nó có một cái công năng để mà nó attack vào từng, tức là nó bảo vệ từng cái cơ phận ở trong cơ thể của mình. Cho nên đây là một cái combination hoàn hảo để giúp cho chúng ta gia tăng sức đề kháng và bảo vệ cái tất cả những cơ phận trong cơ thể của mình, như là gan, phổi, tim hay là thận vân vân, tức là đều như là một cái guồng máy kết hợp với nhau và hoạt động tốt. Rồi chúng ta còn có đông trùng hạ thảo nữa, chị thấy bên kia là đông trùng hạ thảo này. Đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo của công ty thì rất là đặc biệt, là bởi vì 100% nguyên chất, không có pha chế gì hết á. Cho nên uống vào là chúng ta thấy cái sự khác biệt liền. 100% nguyên chất, 300 mg. Cho nên một ngày chúng ta chỉ cần 2 viên thôi. Hoặc là các bác lớn tuổi mà ăn uống không có được, hay là đi đứng khó khăn, hay là khò khè mệt mỏi, hay là mất sức ấy, thì chỉ cần 3 viên thôi. Còn ví dụ như chị Thúy Anh hay em chỉ cần 1 viên một ngày thôi. Dạ vâng. Vâng, thưa với quý vị, xin được nhắc lại một chút xíu thật mau thôi. Nhân sâm có loại hộp lớn, có loại hộp nhỏ để cho chúng ta lựa chọn. Mà Thúy Anh thấy cái hay là nằm trong cái hộp rất là đẹp. Đúng rồi. Quý vị không có cần phải gói gì trơn á. Đây là một cái món quà tuyệt vời, quý vị bỏ vào trong cái túi xách, dùng một cái tấm thiệp
là gửi đến những người thân yêu của chúng ta trong mùa lễ Tết sắp tới rồi thưa quý vị, Tết Tây rồi Tết Ta, mùa lễ hội sắp tới rồi, ngày lễ Valentine, có rất nhiều dịp để mà chúng ta có thể thể hiện cái lòng yêu thương đến với những người thân của mình. Thưa quý vị, đừng quên là ngày mùng 7 Tây tháng 1 sắp tới là chương trình xổ số cho năm 2022. Và mời quý vị nào chưa gửi vé số thì hãy gửi vé số ngay đến với công ty. Và hẹn gặp quý vị vào ngày mùng 7 Tây tháng 1 năm 2022 cho chương 2023. Cho chương trình xổ số của 2022. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, princesslife.com hay số miễn phí 800-990-8319. Em xin mời anh John cũng như là Lu Mỹ Linh gửi lời đến quý vị. Và chúng ta xin chào tạm biệt quý vị, xin chào hai em nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ. Xin kính chào tất cả quý vị. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.